thì đây có thể sẽ là một con bài mang thiên hướng mở giao tranh ấy từ Moham như đã đề cập. Sẽ không phải là Kalista đi đường Willian Wingame đến từ A Minh, sẽ làm con Mid Fortune để tăng thêm những cái áp lực giao tranh tổng dành cho phần đội hình bên phía của D+KR ở giai đoạn sau. Combo sẽ là Real và Mid Fortune ở khu vực đứng dưới dành cho bên phía của DK. DK có khu combo chứ không phải là không. Họ có mưa đại bác, họ có quyền lực thiên nhiên, họ có sút kinh hoàng và bão đạn đến từ Mid Fortune của A Minh. Sẽ là những cái công cụ giao tranh rất mạnh của DK họ sẽ bấu víu vào. Còn với bên kia phía, cái đội hình này của họ là một đội hình đánh rất sớm nhỉ. Họ sẽ không ngại va chạm ở trong những cái tình huống đầu tiên với Talia, combo Talia và Lee Sin. Thêm vào đó nữa là một con Ashe và cả Leona mở sớm nữa của Duro. Có một vài những cái điểm khác biệt đến từ cho đội hình của cả phía. Ví dụ bên phía của D+KR thì họ sẽ có được cho mình đó những cái chiêu cuối giao trình diện rộng. Ván thi đấu thứ ba cũng sẽ là ván thi đấu quyết định, và chúng ta liệu rằng có tình huống đột biến nào không đây, khi mà chúng ta đang thấy rằng ba thành viên của phía BNK phía đang có mặt ở khu vực chơi này sẽ là một tình huống máy quét dành cho Leona chứ không phải là một con mắt được cắm ra sớm. Chưa kịp giới thiệu gì cả thì chúng ta đang thấy những cái bước thi đấu rất là năng nổ đến từ các chàng trai của bài cáo. Đang thấy Swapland à? Anh Minh đang ở đường dưới, còn bộ đôi đường trên đường dưới của Fox thì đang ở đường trên. Trên đỉnh kiếm và Moham. Ena thì đánh tay, thêm một pha tán xạ tiễn nữa. Có được cái áp lực đến từ con Ashe này chứ không phải là không, và rõ ràng là Moham sẽ biết được cái ý đồ Swapland này rồi. Ở nửa trên của bản đồ sẽ là một pha bách về, nhưng mà đang nửa đường bách về thì lại lên ganh và kinh gần không tốc biến, bị Na làm choáng thành công, mất vitamin, tốc biến địa chấn dư chấn làm chạm quang địa chấn lách thành công đến từ kinh gần, và anh ta sống không? Mai sống và mạng dành cho Raptor. Khai thác phá rừng tốc biến chưa kịp hồi lại đến từ bên phía của King Gun rất triệt để. Khu vực địa dưới cũng có tình huống va chạm làm mềm nhất định đến từ bộ đôi của bên phía của Fox. Siêu chủ động đã nghiêng về cho đội hình của họ ở tất cả nhiều vị trí khác nhau trên bản đồ. Phá thi đấu đó thì Raptor đầu tư luôn cho mình đã tốc biến để có thể tạo ra được một tình huống địa chấn áp sát thành công và tiện thể ăn luôn cả sâu đợt một ở trong tình huống này. Ngược trở lại thì Sunmaker có khoảng thời gian dễ thở hơn ở đường giữa và anh ta vào được một khiên trụ. Họ vẫn đang đánh rất tốt ở những cái phút giây đầu tiên và họ sẽ tiếp tục tấn công ở cánh dưới, chắc hay không. DK mới là người tấn công và đó là Lucid áp sát. Moham một chấm máu, Moham cùng với Duro sẽ đổi mạng, nhưng mạng lại dành cho Leona trong tay của Duro chứ không phải là Hena. Và phần nào đó là lợi thế dành cho DK với pha 1 đổi 1 ở cánh dưới vừa rồi khi điểm họ cũng thuộc về A Minh. Nhưng cánh trên thì là một tình huống kiểm soát tốt đến từ Raptor khi mà anh ta ăn được lượt sâu không đầu tiên với cả ba con. Còn ở cánh trên này thì liệu có một pha mở nhanh hay không đây? Lucid lên với cấp độ 7 sẵn sàng quân lực thiên nhiên. Bão đạn của A Minh chưa hồi lại và có vẻ như DK sẽ chờ đợi cái chiêu thức để hồi lại. Rồi, sâu thì đang được kiểm soát đến từ bên phía của Lucid, nhưng rõ ràng là bên phía của Fox cũng sẽ không muốn mất cái tài nguyên này một cách đơn giản như vậy. Na khổng lồ đang chuẩn bị được tích hợp và đây xem tình huống mà bên phía của Fox sẵn sàng để có thể bước vào tình huống giao tranh lớn. Roger không có dịch chuyển nha. DK muốn mở nhanh không đây? Lucid để lại hú quy sau ăn vô ảnh cước vào, nhưng anh ta ăn quyền lực thiên nhiên rồi. Nỗ long cước và Lucid bớt rất dùng nhất dùng máu, nhưng đó là báo đạn tốt đến từ Mid Fortune trong tay của A Minh với cú double kill. Và DK làm tốt hơn với pha hơn người Hena. Một chấm máu rút lui về, anh ta bắt buộc phải sử dụng cho mình tốc biến. Roger không có mặt ở trong pha đó, mất hai cái bức tường, mất chắc chắn là phải là hai bức tường thì người chơi đứng giữa của Fox mới có thể tiếp cận được khu vực hàng sâu hư không trong tình huống xử lý vừa rồi. DK hơn người, họ có được chiến thắng giao tranh với pha báo đạn siêu đẹp đến từ A Minh. Và thêm vào nữa là hơi xui dành cho bên phía của Fox khi mà họ cố gắng được có thể chăm sóc thương vào người của Lucid. Họ dứt điểm được Lucid nhưng họ mất hai nhịp để có thể làm điều đó, và nó khiến cho đội hình của họ bị trớ ở trong cái pha thi đấu vừa rồi. Và những chiêu cuối trên diện rộng đã được phản công ngược trở lại tốt hơn dành cho bên phía của D+KR. Vẫn đang chỉ chạc pha với chất tướng gank flank kéo dài ván đấu của mình. DK làm rất tốt trong tình huống giao tranh vừa rồi, và khi mà họ có được cho mình lượt sâu không thứ hai để giảm cái áp lực 6 sâu của phía Fox thì họ sẽ có quyền để có thể câu kéo ván đấu với đội hình hai xạ thủ của mình mà thôi. Nhưng mà căn bản ở thời điểm hiện tại, cảm giác bên phía của Fox hơi khó để có thể cạnh tranh con rồng nguyên tố tiếp theo. Thay vào đó họ sẽ đánh lên cánh trên, bởi vì họ biết rằng đánh rồng thì con găng lăng này của King Gun sẽ có mưa đại bác cố gắng để có thể nối thùng đến từ bên phía của King Gun, rải chiêu cuối ra để có thể farm lính mà thôi, nhưng chắc chắn là anh ta phải nằm xuống. Mưa đại bác để có thể cố gắng giải quyết lính và pha hai thùng bị phá hết. Một pha đại băng tiễn, nhưng mà Showmaker dùng cho mình thảm lửa Valkyrie để rút lui về. Khoảng trống tạo ra để Lucid lấy chủ ở khu vực, chính xác là Lucid lấy con rồng nguyên tố thứ hai ở ván đấu này, cân bằng tỷ số về rồng. Và A Minh có thêm một giáp trụ nữa sẽ làm cái trụ một toàn bản đồ dành cho xạ thủ bên phía của DK hay chăng.
hay sẽ là tốc độ phá trụ tốt hơn đến từ một con Na trong tay của Clear đây. Rõ ràng ấy mình là người có được tốc độ phá trụ tốt hơn, cũng không ở lại đến từ Hena và Duro để có thể duy trì được áp lực ở cánh trên đó. Một trụ toàn bản đồ dành cho một con Mid Fortune trong tay của ấy mình. Bốn đều là tỷ số và điểm hạ gục, nhưng DK đang dẫn một trụ toàn bản đồ và họ hơn đối phương tầm đâu đó 2000 dòng cân. Và sâu thì cũng cần luôn đến từ đôi bên. Nhưng đội hình của DK là một đội hình mà họ cũng không có gì phải vội cả. Đội hình của họ là đội hình tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau. Copy vẫn đang tích lũy nước mắt với sức mạnh ở một hai món trang bị. DK đang có một tình huống mở sứ giả, nhưng đó là cú dịch chuyển vòng sau đến từ con Talia trong tay của Closer. Cần một pha chặn tường tốt đến từ vị trí Closer. Moham Q không trúng ai cả. Và Clear cũng như là Closer vòng sau, mục tiêu là Moham rồi. Bao đạn không thực sự là quá tốt, vậy mình bị cản lại với tình huống bao đạn rồi. Sóng âm vô ảnh cước vào shut down dành cho vị trí của Raptor. Pha tấn công rất nhanh đến từ toàn bộ đội hình bên phía của Phong, khi họ có một tín hiệu dịch chuyển vòng sau cực kỳ ấn tượng và tiếp tục là quang địa chấn, nhưng lần này không trúng đến từ Closer. Vẫn là hai xạ thủ của DK lên bảng điểm số và con sứ giả này cũng sẽ thuộc về Phong mà thôi. Ép đánh thật sự rất mạnh mẽ. Chúng ta đang nói cái chênh lệch về tiền đã thuộc về bên phía của Diplaga với một con tướng Mid Fortune rất khỏe, nhưng mà những cái góc dịch chuyển vẫn rất có ý tưởng tốt. Nhưng mà ngược trở lại thì cái đội hình của Soulmaker lại mạnh ở nhiều vị trí khác nhau. Đặc biệt là con Maokai cũng có khả năng để có thể kiểm soát. Gangplank cũng có những cái chiêu cuối để có thể khép góc. Và họ sẽ vận hành được tốt những cái chiêu cuối của mình bằng việc kiểm soát con rồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu này. Hãy cùng kiểm chứng coi sức mạnh đến từ bên phía của Diplakia sẽ là như thế nào trong tình huống cạnh tranh. Gây rất muốn giao tranh, Duro bị giữ chặt lại và đã dậy sau phun ra. Moham tốc biến né khỏi một tình huống thái dương hạ san. Cường thiên nhân đẩy ngược lại cho Maker đang có góc bắn thì để kiếm đu vào đến từ Duro, nhưng lại đu sâu quá rồi. Lucid ăn mạng của Duro, không có mạng dành cho hai xạ thủ của DK, nhưng họ đang có lợi thế về người. Clear chuẩn bị hóa Na khổng lồ. Lượng nộ là rất ấn tượng, nhưng bao Na khổng lồ đi qua cái bụi ăn một tình huống mầm. Sau đó thì sao đây? Áp lực để khiến cho Showmaker phải rút lui vài, nhưng Showmaker có thảm lửa, có tốc biến, không có gì ngại ngần cả. Và thậm chí là bão đạn ba người quá khủng khiếp đến từ ấy mình, thổi bay đội hình của Phong. Chưa ai của Phong lên bảng điểm số cả, nhưng họ chỉ có thể cắm mặt cắm cổ để chạy mà thôi. Con dòng nguyên tố này rõ ràng nằm trong túi của DK rồi. Vừa qua thì các bạn có thể thấy cái sức mạnh đến từ những cái chiêu cuối trên diện rộng đã được phát huy một cách rất triệt để dành cho phía của Diplakia. Họ có được trong đó những cái tình huống khép góc tốt đến từ kinh gần với một cái mưa đại bác. Và bảo đạn được tung ở cái góc cực kỳ khó chịu. Ba thành viên của Ford bị làm mềm hết và phải rút ra khoảng trống, khi mà những cái cú chiêu cuối của DK chiêu lại, họ sẽ không có bão đạn, họ sẽ không có sức hút kinh hoàng và cả mưa đại bác nữa. Na khổng lồ được hóa đến từ Clear. Baron vẫn đang được giữ đàm đến từ bên phía của Phong, rất quyết đoán với pha triển khai Baron này. 6000 máu Baron, King đang cố gắng nối thùng làm chậm liên tục những pha phá thùng đến từ cả đôi bên. Bên này thì Moham vào khoảng trống vào vị trí để có thể mở, nhưng bên kia thì Lucid cùng với lại Showmaker đã cùng một người Duro lại nằm xuống, tiếp tục là Lucid nằm xuống thì lấy ai ra trừng phạt đây? Hena như cá nằm trên tớt. Closer cũng tương là như vậy khi mà Showmaker lên tiếng với cú triple kill và mạng còn lại dành cho King gần với pha solo kill trước con Na trong tay của Clear. Một pha tự hủy đến từ Fox với quyết định tràn vào Baron của họ. Họ không có đủ sát thương để có thể tấn công con Baron và có được cái lượng sát thương trả ngược trở lại đến từ con quái vật hư không này. Và nó khiến cho đội hình của phía Ford phải vội. Pha thi đấu của Viren trên làm tình huống 1-1 và King Gun là người chiến thắng sau khi mà tiễn được Clear với dạng Na khổng lồ và chuyển thành dạng Na tí nị thì anh ta không có đủ lượng sát thương. Còn ngược trở lại ở trong tình huống tiếp theo thì Lucid mặc dù anh ta có thể bị hạ gục, nhưng cái khoảng thời gian trống khi mà những cái chiêu cuối quan trọng đến từ bên phía của DK chuẩn bị hồi ngược trở lại rồi, và nó sẽ có một cái áp lực về mặt thời gian lớn. Và bên phía của Ford không chịu được cái áp lực thời gian đó, Showmaker lên tiếng, anh ta chủ động tiếp cận với một tình huống áp sát và có được cho mình đó rất nhiều những điểm hạ gục. Đây là rất là khó chịu với con Gangplank của anh ta, không chóng không ít thì nhiều, những cái trụ ngoài sẽ bị bóc đi mà thôi. Thêm vào yếu tố nữa là càng đánh thì Gangplank đẩy cánh sẽ càng mạnh hơn con Na, sẽ cần phải hướng lên những con đồ chống chịu để giao tranh. Và DK đang có cái lợi thế ở khu đứng dưới, nơi mà King gần vừa xong trụ 2, họ đẩy thẳng vào cái trụ thứ 3. Nhưng hơi ít lính thì phải, dẫn lính ở hai khu vực đường, cho Baker đẩy khu vực đứng giữa. Bốn thành viên còn lại đi chung với nhau đẩy ở cánh dưới. DK vẫn đang triển khai Baron một cách rất mạch lạc, nhưng cho Baker ăn cho mình tình huống đại băng tiễn và tiếp tục sẽ làm tình huống đập tấm thảm ra con địa chấn không thành công. Cho Baker cố gắng dậy nhưng anh ta vẫn lên bảng với điểm hạ gục dành cho Hena. DK thiếu người, Lia cố gắng khép góc nhưng anh ta ăn một cái bừa đạn làm chậm. DK vẫn có khả năng giao tranh 4-5 khi mà họ còn nguyên chiêu cuối nha. Đồng ý. Và bên phía của Phong sẽ cần hết sức thận trọng trong pha này. Họ vẫn đang đợi để có thể lao vào khi mà Raptor khép góc ở góc bên trái. Dịch có chuyển dịch chuyển rồi. Đó là tín hiệu dịch chuyển đến từ vị trí của Closer, nhưng liệu đây có phải là pha dắt xíu nhau về được đến từ DK không? Đây sóng âm đã găm trúng vào anh mình. Có một pha lao vào nhưng Hena dính thục của King Gun và anh thả lên tiếng bao đạn thổi bay hai thành viên còn lại của Phong.
và phong tàn vỡ. Như tôi đã đề cập thì DK hoàn toàn có thể 4 đánh 5 khi họ có những cú chiêu quấy siêu mạnh. Và một pha đu bám tốt đến từ Lucid tiếp tục là điểm hạ gục sẽ có dành cho Aiming cũng như là King Cân mà thôi. Thậm chí là endgame. Thậm chí là endgame luôn, chính xác là như vậy. Và Duro bị cản lại bởi Hakim thuật xuyên tập kích không trúng. Duro mất tốc biến lên bảng điểm số với điểm hạ gục cuối cùng thuộc về Aiming cùng tình huống quét sạch. DK giao tranh 4 đánh 5 thành công và đó là dấu chấm hết dành cho Phong trong cuộc lật kèo này của D+Kia. Một tình huống hồi mã thương quá chất lượng dành cho bên phía của King Gun khi mà anh ta đứng ở trong cái bụi cỏ đó ở khu vực dưới và tạo ra một tình huống đối thủ thành công, chủ động tốc biến dứt điểm được Hena. Phía cánh bên kia thì Amin có khoảng trống quá lớn để có thể tung ra cái bảo đạn và tiêu diệt nhanh chóng được Raptor với cầu bài Lee Sin. Chiến thắng ở trong ván thi đấu thứ hai này, xin lỗi, ván thi đấu thứ ba này thuộc về cho bên phía của DK. Tôi nghĩ không chỉ DK vui đâu, KT Roster và Quang Đông Freak, những người đang thực sự là rất vui khi nhìn thấy chiến thắng của DK ở trong ngày thi đấu hôm nay. Và những người buồn nhất chắc chắn là Phốc rồi, họ đã có cơ hội để có thể chạm vào một tấm vé tham dự vòng playoff với chiến thắng thứ 8 rất gần rồi. Vua Lợi, linh hồn rồng lửa, linh hồn rồng ngàn tuổi, Vua Lợi Baron, nhưng cuối cùng thì họ để cho DK lật kèo ở ván đấu thứ hai và ván đấu thứ ba thì cũng là thảm họa dành cho Phốc luôn với con Baron đó. DK chính thức bước vào với giai đoạn playoff của LCK mùa hè năm 2024.